Theo điều tra, ngày 11 tháng 9, Vũ Trung Trực mang hai quả pháo dù và bốn pháo sáng giấu vào loa thùng, rồi cùng các cổ động viên câu lạc bộ Nam Định vào sân hàng đẫy để cổ vũ đội nhà gặp câu lạc bộ Hà Nội. Quả pháo do trực bắn, trúng cổ động viên Huyền Anh khiến cô bị bỏng lưu huỳnh vào tận xương, sẽ phải phẫu thuật hai lần. Biết có người bị thương, trực đã bỏ trốn. Cơ quan công an cũng làm rõ, ngay sau vụ bắn pháo sáng, nhiều cổ động viên Nam Định tiếp tục đốt pháo sáng trên khán đài B. Khi cảnh sát cơ động giải tán, một số người đã tấn công cảnh sát khiến hai chiến sĩ bị thương. Trong đó, Trần Đắc Trương, 18 tuổi, quê Nam Định, được xác định có hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện công an quận Đống Đa đang tiếp tục xác định, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án để điều tra xử lý nghiêm.